Có chuyện gì vậy? Lục gia, phía trước có cháy. Lục gia, coi kìa. Xuống coi thử. Nè, ai đó? Mau tránh ra coi. Lên. Lao qua, đụng chết hắn. Dạ. Chạy nhanh lên. Nhanh lên. Tốt lắm, có bản lĩnh đó. Cười khó coi thật. Tôi muốn ông phải khóc. Mày cũng không có gì đặc biệt cả. Lão già kia, ông cười nữa tôi coi. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tôi cho cậu tất cả tài sản, được chứ? Tôi không cần tài sản của ông. Tôi cần mạng. Mạng của ông. Trả lại hết nợ máu của ông. Nợ máu cái gì? Nợ máu nào? Mạng của Thiết Lưu Tinh, Tiêu Dạng Trường. Cậu,
và hắn ta có quan hệ gì? Lão già kia, nhìn kỹ đi. Tôi chính là người bị mấy ông đuổi cùng giết Tần, năm đó bị ép phải rời khỏi quê hương. Con của Tiêu Vạn Trường, Tiêu Gia Phát. Không, không, không. Trả mạng cho cha tao. Nợ máu trả máu. Đêm qua, Kim Lục Gia của bang Hải Long bị giết rồi. Vậy à? Vậy tôi phải đi mua ít pháo về đốt ăn mừng một chút. Cậu có muốn biết lão chết như thế nào không? Muốn chứ. Tôi rất có hứng thú với vụ giết người kiểu như thế này đó. Lão bị người ta siết cổ rồi treo lên xà nhà. Muốn ngụy tạo hiện trường? Không. Hung thủ còn để lại trên đó bốn chữ viết bằng máu rất rõ ràng. Chữ bằng máu hả? Chữ gì vậy? Nợ máu trả máu. Nợ máu trả máu. Vui đó. Phía sau còn có ba dấu chấm than rất bự. Anh La nè, anh nói như vậy có thể chứng minh được cái gì? Vậy chứng minh vụ án giết người này không phải là giết người vì tiền, cũng không phải là vì tình, mà hung thủ này chúng ta tạm gọi là hung thủ. Hung thủ này có hận thù Cút đi. Cút đi. Cứu tôi với. 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 Cút đi. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Dừng tay. Buông cô ấy ra. Các anh em, thằng này muốn gây sự. Mấy thằng đàn ông ức hiếp một cô gái yếu ớt,
Tụi bay không bằng cầm thú. Cô ta nợ tiền tao, cô ta phải trả bằng thân thể. Tụi tao chơi cô ta xong sẽ bán cô ta cho kỹ diện. Đúng. Có phải mấy thằng tụi bay không có chị em gái không? Tụi bay làm chuyện xấu xa, tán tận lương tâm này mà không cảm thấy xấu hổ đúng không? Tao không có. Mày có thể làm gì tao? Không làm gì hết. Tao chỉ muốn dạy mấy thằng khốn kiếp không được cha mẹ dạy dỗ như tụi bay một bài học nhớ đời thôi. Tao rất muốn coi thử mày dạy tụi tao như thế nào. Đi. Đi mau, đi mau. Đi mau. Tiểu thư, cô có sao không? Tới nhà rồi. Nhà cô ở đây à? Cảm ơn anh đã cứu tôi và đưa tôi về nhà. Cô vay tiền bọn chúng à? Vay nặng lãi có phải không? Lãi gấp 3 lần tiền nợ. Lãi chồng lãi. Lãi gấp 3 lần tiền nợ. Lãi chồng lãi. Bọn chúng thật độc ác. Tại sao cô vay tiền của bọn chúng? Cuộc sống khó khăn. Em gái tôi bị bệnh. Khám bệnh mất rất nhiều tiền. Cô bé mà cô dẫn đi bệnh viện khám bệnh là em gái cô sao? Sao anh biết chúng tôi đi bệnh viện? Tôi nghe đồng nghiệp của cô A Tú nói. Tôi định mời anh vào nhà tôi ngồi chơi một lát, mời anh uống ly nước nóng. Nhưng bây giờ đã khuya quá rồi. Để hôm khác nhé. Không sao đâu, hôm khác. Cảm ơn. Khoan đã. Cầm đi, trả bớt nợ cho bọn chúng. Cảm ơn. Thank you.
anh ấy là người tốt. Kho hàng bến tàu phố Giang. Kho hàng cắm lửa. Không bố trí người canh gác sao? Nhị ca, em đã bố trí rồi. Họ đâu? Gió lớn, họ vào khoang tàu nghỉ ngơi rồi. Đi coi thử. Hắn tới rồi. Nhớ kỹ, không được nương tay. Yên tâm, tôi sẽ không để cho hắn sống tới ngày mai. Nhớ phải ra tay, nhanh gọn dứt khoát. Nhị ca, em cảm thấy có gì đó không ổn. Đao Điều, bọn chúng không phải người của bến tàu chúng ta. Mày đoán đi, người anh em này ở bang hội nào vậy? Tao là ai không quan trọng. Bạch Quang Bảo,
hôm nay là ngày chết của mày. Chỉ có mấy tên ăn hại các người mà đòi giết Bạch Gia tôi sao? Tôi biết Bạch Quang bảo mày không dễ đối phó. Đao Điều, qua đây cho tôi. Đao Điều, ông chủ của anh kêu anh kìa. Anh nói gì đi chứ? Nói với hắn, anh nói với chúng tôi tung tích của hắn, chúng tôi mới có cơ hội bao vây trừ khử hắn. Anh, sao vậy? Dám làm không dám nhận à? Năm đó khi anh giết chết vợ của Bạch Quang Bảo, không phải anh rất can đảm sao? Súc sinh, súc sinh! Đao Điều còn nói với tao, con gái của mày đang điều tra chuyện này. Anh ta sợ mày biết sự thật truy sát anh ta, cho nên đã hợp tác với tụi tao giết chết mày. Mày, phải rồi, sau đêm nay tất cả nhà cửa đất đai của Bạch Quang Bảo mày sẽ thuộc về Đao Điều. Mày qua đây cho tao, giải thích rõ với tao. Đúng, hắn nói không sai chút nào, đều là tôi làm đó. Những ngày tháng ở bên anh, Đao Điều tôi giống như con chó. Không có Đao Điều tôi, anh được làm trại chủ sao? Mơ đi. Tôi nói anh nghe nha Quang Bảo, hôm nay Đao Điều tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Hôm nay anh chết chắc rồi. Giỏi lắm. Các anh em, mau nhường đường cho Đao Gia đi, để Đao Gia và Bạch Quang Bảo tính toán nợ nần. Anh không trượng nghĩa gì hết, chưa qua cầu đã rút ván rồi. Đừng mà, đừng mà, Nhị ca, Nhị ca. Nhị ca, Nhị ca. Nhị ca, Nhị ca. Lên đi, lên đi. Giết hắn. Lên đi, lên đi.
súc sinh. Dì ca, dì ca tha mạng. Hôm nay tao sẽ giết chết mày. Nể tình chúng ta làm anh em nhiều năm, anh tha chết cho tôi được không? Nhĩ ca, chạy mau. Chạy mau. Nhĩ ca, chạy mau. Nhĩ ca, chạy mau. Tam đệ, mở cửa. Nhĩ ca, chạy mau lên. Ban Hải Long không thể thiếu anh. Tam đệ, mau đuổi theo Bạch Quang Bảo. Hôm nay hắn không chết thì tôi chết. Mấy người các cậu đi theo tôi. Rõ. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo. Rõ. Đuổi theo. Mau lên, đừng để hắn chạy thoát. Đứng lại. Tránh ra. Chạy đi. Mày chạy nữa đi. Tao không chơi với tụi bay nữa. Kho pháo hoa trường học. Để tao coi lần này mày chạy đi đâu. Lên, lên.
đóng cửa. Bạch Quang bảo: mày ra ngoài đi, tao biết mày ở đây, mày mau ra ngoài đi. Nếu như mày là đàn ông, mày đừng có trốn nữa, mau ra đây. Địch Long à, các anh muốn làm gì? Làm gì à? Tao tới đây để lấy mạng của mày. Bạch Quang bảo tôi đối xử với các anh không tệ, mày đối xử tốt với tao thì cũng là cháu của tao. Đánh đi, lên cho tôi. Bạch Quang bảo: để tao coi mày còn làm gì được. Các anh em, giết chết hắn cho tôi. Lên! Hai người chạy mau! Chạy!
lên vị huynh trưởng Tiêu Vạn Trường. Đã là anh em ruột, đánh cũng được, mắng cũng được. Dùng dao giết chết anh em ruột, tôi làm được không? Nếu ngày nào đó Bạch Quang Bảo rửa tay gác kiếm, làm việc dưới trướng tôi, tôi cũng sẽ cưu mang cậu ấy. Linh vị huynh trưởng Tiêu Vạn Trường, được rồi, bây giờ chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đúng vậy, tôi lại được cứu một lần nữa. Ông mạng lớn, bây giờ ông đã an toàn rồi. Tôi đi về nhà nhé. Đứng lại. Cậu đi như vậy sao? Tôi không đi như vậy thì đi như thế nào? Chắc không phải ông kêu tôi đưa ông về nhà chứ? Tôi không có ý đó. Vậy ông có ý gì? Cậu đã cứu tôi, chẳng lẽ cậu không hỏi tôi gì sao? Tôi hỏi ông, tôi có thể hỏi ông cái gì? Chẳng hạn như tôi họ là gì, tên là gì, nhà của tôi ở đâu, tôi làm nghề gì, tôi có bao nhiêu tài sản, tôi hỏi để làm gì? Tôi không có hứng thú gì về thông tin của ông. Giúp người mong được báo đáp là chuyện thường tình thôi mà. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, cậu hỏi tôi cái gì tôi cũng sẽ trả lời. Vậy tôi hỏi ông, tính mạng của ông đáng giá bao nhiêu? Tôi còn nữa, người mặc đồ đen cứu chúng ta lúc nãy, ông định cho anh ấy bao nhiêu tiền? Tôi, con người không thể lúc nào cũng coi tiền là trên hết. Hành hiệp trượng nghĩa mới là điều đáng quý nhất. Tôi thấy ông lớn tuổi hơn tôi, ông không thể nào không hiểu điều này. Hay cho câu điều đáng quý nhất. Nhóc con, tôi rất thích, rất thích cậu. Làm cho tôi đi, làm cho ông. Tôi có lợi ích gì? Lợi ích, cậu muốn gì có đó. Đảm bảo ăn ngon mặc đẹp. Lúc nãy ông bị người ta đánh nên bị điên rồi có phải không? Ông có cần tôi đưa đi bệnh viện không?
Tôi đi bệnh viện làm gì? Tôi không có bệnh. Những người bị bệnh tâm thần đều nói mình không bị bệnh. Cậu nghe đây, tôi nói cho cậu biết. Tôi là ai? Tôi là Bạch. Ông đừng có nói nhảm nữa. Đi đây, cậu. Nè. Thằng nhóc đó thật sự không tệ. Nếu tìm thấy cậu ấy, mình chắc chắn thuyết phục cậu ấy làm cho mình. Sau này cậu ấy sẽ làm được việc lớn. Cha, cha, cha có sao không? Con vừa mới biết chuyện, cha sao rồi? Cha có sao không? Không phải cha vẫn khỏe mạnh sao? Cha đâu có sao. Cha không được gặp chuyện. Nếu như cha gặp chuyện, con phải làm sao? Con nghĩ cha nỡ bỏ rơi con sao? Người ta nói con báo có 9 cái mạng, cha cũng giống như con báo, cũng có 9 cái mạng. Đao điều đâu? Đao điều hắn, hắn chết rồi. Chết rồi. Chú Chu đâu? Chú Chu của con đâu? Cậu ấy. Nhị ca. Chú Chu. Tam đệ. Chú Chu. Chú Chu. Tam đệ. Chú Chu. Chú Chu. Chú Chu. Mau đưa đi bệnh viện. Đưa cậu ấy đi bệnh viện. Người đâu rồi? Mẹ, quỳ xuống. Mẹ bị sao vậy? Quỳ xuống. Đúng, đúng, đúng. Gia Phát, quỳ, quỳ, quỳ. Mau quỳ xuống. Đại tẩu, chị bớt giận. Con trừng mắt với mẹ làm gì? Không phục phải không? Con là ông chủ của ngân hàng. Con không xử lý công việc của ngân hàng. Từ sáng tới tối đi ra ngoài, không biết làm những việc gì. Nếu ngày hôm nay con không nói với mẹ mấy ngày nay con làm những việc gì, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Từ nay về sau, con không còn là con của mẹ, mẹ không còn là mẹ của con. Con suy nghĩ cho kỹ đi, con có nói hay không? Chị ơi, anh Gia Phát đâu? Anh Gia Phát của em đã về nhà rồi. Em thích anh Gia Phát, em không muốn anh ấy về nhà. Nhưng anh ấy phải làm việc. Vậy sau này không có việc gì làm, anh ấy sẽ không về nhà, phải không? Em đó. Con không nói có phải không? Được. Mẹ tuyên bố, từ giây phút này mẹ sẽ tước bỏ mọi quyền lợi của con ở ngân hàng. Mẹ tự xử lý tất cả mọi việc. A Toàn. Dạ. Nhốt Gia Phát vào hầm cho tôi. Không được sự cho phép của tôi, không ai được thả nó ra. Mẹ à, dẫn đi. Được. Mau. Chú Khang, chú Khang. Chú Khang, chú thương con nhất. Chú nói với mẹ con một tiếng giùm đi. Con không thể bị nhốt ở đây. Con phải làm chuyện rất quan trọng. Gia Phát, từ trước tới giờ mẹ con chưa từng tức giận như vậy. Lần này mẹ con thật sự tức giận. Ai cầu xin cũng vô ích. Chờ mẹ của con nguôi giận đi. Chú Khang, chú Khang. Con cầu xin chú đó, chú Khang.
Đại tổng, là đại tổng. Nhị đệ, tam đệ. Đại tẩu như mẹ, xin nhận một lại của tôi. Xin nhận một lại của tôi. Người đâu rồi? Thả tôi ra ngoài. Có ai nghe tôi nói không? Người đâu rồi? Ông chủ à, đừng có la hét nữa. Dù có la hét khản tiếng cũng vô ích. Không được sự cho phép của mẹ anh, chúng tôi không dám thả anh ra ngoài. Tôi không làm khó anh. Vậy đi, anh thả tôi ra ngoài. Tôi nói với mẹ tôi đây là ý của tôi, có được không? Xin anh, anh hãy giúp tôi thả tôi ra ngoài. Tôi không thả được đâu. Anh đừng làm khó tôi nữa có được không? Chúng tôi chỉ muốn làm việc, kiếm tiền nuôi sống gia đình mình thôi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Đại tổng, đây là con gái tôi Thảo Duyên. Thảo Duyên, chào mẹ chồng đi, Minh Sang. Kêu bác gái là được rồi. Mau chào bác gái. Chào bác gái. Thảo Duyên, con và mẹ con giống nhau như hai giọt nước, giống như đúc từ một khuôn vậy. Nhìn thấy con giống như nhìn thấy mẹ con. Bác gái, mời bác ngồi. Thảo Duyên à, Thảo Duyên, cuối cùng con đã đến bên bác rồi. Sao vậy? Bây giờ muốn thả tôi ra rồi có phải không? Tôi không ra ngoài đâu, tôi muốn ở lại đây. Tôi ở đây rất sung sướng, không cần các người lo. Các người ra ngoài đi, mau ra ngoài đi. Trời, thằng nhóc này ngạo mạn hống hách quá ha. Gia Phát, là cậu, là ông. Không thể ngờ. Thật sự không thể ngờ. Nhị ca, anh nói không thể ngờ cái gì? Thằng nhóc giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm là nó. Là nó. Cậu nói coi đây có phải là ý trời không? Ý trời, đây chính là ý trời. Nhị ca, anh không nhận lầm người chứ? Nếu như tôi nhận lầm người, cậu hãy moi hai con mắt của tôi ra. Tam đệ à, chúng ta nhanh chóng về nhà. Về nhà, chúng ta chưa gặp đại tẩu mà. Tôi không chờ nổi nữa. Lập tức về nhà, phái người đi tìm một bà mối. Sau đó chọn ngày lành tháng tốt, tôi gả con gái của tôi. Tôi sắp được làm cha vợ rồi. Được, chúng ta sẽ thực hiện hôn ước. Bạch gia các cậu định chừng nào gả Thảo Duyên cho Gia Phát? Thưa đại tẩu, ý của nhị ca là càng nhanh càng tốt. Đúng vậy, tôi cũng sợ đêm dài lắm mộng. Như vậy đi, ba ngày nữa là ngày 6 tháng 10. Đây là ngày tốt. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Cái gì?
Ba ngày nữa bắt con cưới vợ à? Đây là quyết định của mẹ con. Không được. Điều này rất vô lý. Quyết định của ai cũng không được. Gia phá. Không được cãi lời cha mẹ. Nếu không sẽ là đi ngược lại với đạo lý. Chú Khang, con có tình yêu của con. Con có hạnh phúc của con. Mọi người có biết không? Gia phá, chú khuyên con nên thỏa hiệp. Nên nghe lời của mẹ con. Tại sao? Tại sao con phải thỏa hiệp? Tại sao con phải nghe lời của mẹ con? Không nghe lời sẽ không ra ngoài được. Thà rằng con ở trong hầm này hết quãng đời còn lại. Chứ con không thỏa hiệp, không nghe lời mẹ con. Tiêu Gia Phát, con có quyền lựa chọn người yêu cho mình. Con suy nghĩ đơn giản quá. Chú nói thật với con, đám cưới này liên quan tới ân oán tình thù của hai thế hệ núi Long Hổ. Cái gì? Ân oán tình thù của hai thế hệ núi Long Hổ à? Coi bộ con đành phải nghe lời mẹ con rồi. Đêm Thượng Hải.
Gia Phát, Gia Phát, Gia Phát, Gia Phát. Gia Phát. Mộc Dương, là em sao? Là em, là em. Rốt cuộc em đi đâu? Nói cho anh biết là em đã đi đâu. Em đã tới đây rồi mà. Em đã tới đây rồi mà. Mộc Dương, anh rất sợ. Anh rất sợ sau này không gặp lại em nữa, em có biết không? Anh nhớ em có biết không? Hãy đi theo em. Đi theo em. Em muốn đem tất cả tình yêu của mình tặng cho anh. Thank you.
cha. Ngày mai con sẽ làm cô dâu. Không ngủ được có phải không? Không phải. Còn nói không phải. Mặc váy cưới này con đâu có nỡ cởi ra. Cô dâu hạnh phúc này đáng lẽ phải là mình. Đáng lẽ phải là mình. Gia Phát, người yêu của em, em chân thành chúc phúc cho anh. Bách niên hảo hợp. Đây chính là người đàn ông sẽ sống với mình hết quãng đời còn lại. Mộc Dương à, anh biết anh có lỗi với em.
Nhưng anh thật sự không làm được gì hết. Hôm nay gạo đã nấu thành cơm rồi. Kiếp này Tiêu Gia Phát mắc nợ em, kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả nợ cho em. Chị đừng khóc nữa mà. Đừng khóc nữa mà. Mộc Dương, Mộc Dương, Mộc Dương, Mộc Dương là ai? Chẳng lẽ anh ấy có người phụ nữ khác? Mẹ, chào buổi sáng. Chào, chào. Nào, ngồi xuống đi. Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Kể từ ngày hôm nay, con sẽ trở thành một người phụ nữ. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ đó là được sớm ẵm cháu. Mẹ, có gì đâu mà ngại. Chuyện sinh con đẻ cái, phụ chồng dạy con là chuyện cả đời của phụ nữ. Con phải nhớ kỹ, đàn ông có thành đạt hay không, có một nửa trách nhiệm thuộc về phụ nữ chúng ta. Con nhớ rồi.